Tập 8. Chị có thể cho em biết, người đó là con gái. Em đừng đoán nữa. Lúc nhỏ, bọn chị thường chơi cùng nhau. Hơn 20 năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, vẫn rất nhớ cô ấy. Được rồi, lát nữa đến nơi, rồi chị kể cho em nghe nhé. Hải cảng này lớn thật đấy. Lúc chị còn nhỏ, chị đã từng đến đây cùng với ba chị. Lúc đó, phần lớn khu vực này vẫn là bãi cát, không có nhiều cầu tháp và tàu như bây giờ. Bây giờ thay đổi nhiều quá. Đúng vậy, ngày một thay đổi. Chị ơi, Úc có hải cảng như vậy không? Tất nhiên là có rồi, vì đó là đảo quốc mà. Chẳng qua là không lớn bằng của chúng ta thôi. Chị ơi, lúc chị còn ở Úc, trừ cô chăm sóc chị ra, thì không còn người thân nào khác sao? Đúng vậy. Khi chị đến Úc, thì chị còn rất trẻ, vẫn luôn chăm chỉ học ngoại ngữ, vì để giao tiếp mà chị đã mất 10 năm để học 6 ngôn ngữ. Sau đó chị được nhận vào một trường đại học, học ngành quản trị kinh doanh hiện đại. Vì vậy chị rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó, ba chị lại có một nguyện vọng, đó là muốn chị về nước giúp ông ấy điều hành công ty của mình. Trong số bạn học và bạn bè của chị cũng không có ai đặc biệt để nói đến sao? Không có. Chị nghĩ có lẽ cũng do chị sợ bị vướng vào chuyện tình cảm. Chị ơi, chắc chị không biết, chị là một người rất sâu sắc, một cô gái vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn. Vậy sao? Thực ra, mỗi người đều có rất nhiều ưu điểm. Chẳng hạn như em, rất dễ thương. Đi thôi, chúng ta đến đó xem sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát đây, người sống ở phòng 602 là ai? Ai sống ở đó? Dạ là hai nam một nữ. Cô gái có phải là một cô gái trẻ không? Sao có thể sắp xếp như vậy chứ? Lát nữa tôi sẽ tính sổ với các người. Đi, đi mở cửa. Tôi là nhân viên phục vụ. Bên trong có ai không? Bên trong không có ai cả. Mở ra. Đừng cử động, cảnh sát đây. Tội phạm đâu? Đừng sợ, cô được cứu rồi. Kẻ bắt cóc là ai? Có mấy người? Có hai người. Họ vừa đi rồi. Họ đi gặp cậu tôi. Họ nói lát nữa sẽ quay lại. Đi thôi. Chị ơi, chị có thể kể cho em nghe về người bạn thời thơ ấu của chị không? Em vẫn còn nhớ sao? Vì em muốn nghe mà. Chị nhớ là cô gái đó tên là Thúy Hương, bằng tuổi chị, bọn chị thường chơi cùng nhau. Lúc đó chị chỉ nhớ quan hệ giữa ba mẹ của bọn chị đều rất tốt. Chúng ta ngồi đằng kia đi. Sau này, chị thường tìm cô ấy chơi cùng. Sau đó, bọn chị ít tiếp xúc hơn, cũng rất hiếm khi ở cùng nhau. Có một lần, chị nhớ là hồi lớp 1, có một người vội vội vàng vàng gọi Thúy Hương ra khỏi lớp học. Sau này bọn chị mới biết, ba cô ấy và ba chị cùng đi đào mỏ. Ba cô ấy đã không cẩn thận. Rồi sau này, mẹ cô ấy vào bệnh viện tâm thần. Sau khi mẹ cô ấy khỏi bệnh và xuất viện, không biết vì lý do gì mà lại có mâu thuẫn rất lớn với gia đình của chị. Mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn gì vậy? Chị nhớ mang máng là mẹ cô ấy nói chính bà chị đã hại ba cô ấy lìa đời. Lúc đó bọn chị vẫn còn nhỏ. Rồi Thúy Hương đã phớt lờ chị. Cứ nhìn thấy người nhà chị thì lại cúi đầu đi qua. Sau đó,
Cục cảnh sát đã tiến hành điều tra. Vậy kết quả điều tra là gì? Chị cũng không rõ lắm. Bởi vì sau này chị học nội trú, rất ít khi về nhà. Sau đó nữa, thì chị đi Úc. Vậy sau đó, bọn chị ở đâu? Nơi đó hình như tên là Tây Lĩnh, mỏ số 3 Tây Lĩnh. Cách nơi này rất xa, hình như là ở một thị trấn nhỏ, đi mất một ngày đường mới vào được thành phố. Chị nói với em chuyện này làm gì chứ? Chị ơi, chuyện khi còn nhỏ của người khác đều rất đáng để lưu luyến, nhưng khi em nghe chị kể thì lại cảm thấy hơi chua xót. Phải, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Hay chúng ta đến công trường xem thử đi. Vâng. Các người muốn làm gì? Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Đội trưởng Mạnh, Trình Tổng đã phá vỡ vòng vây và lái xe đi rồi. Chúng tôi đoán có thể ông ta. Gì cơ? Cái gì mà có thể với không thể chứ? Đồ ngốc, mau đến cầu Thất Lý đi. Tổ 2, tổ 3 nghe đây, lập tức đổi thành thường phục, không được đi xe cảnh sát. Tất cả ngồi xe taxi đến cầu Thất Lý. Hành động nhanh lên. Trình Tổng, mời ông xuống xe. Đội trưởng Mạnh, cậu đang thi hành công vụ hay là tìm tôi? Cả hai. Đội trưởng Mạnh, nếu cậu đang thi hành công vụ thì cậu cứ làm việc của mình đi. Còn nếu tìm tôi thì tối nay có thể đến nhà tôi nói chuyện, được không? Ông không thấy là nói chuyện ở đây tốt hơn sao? Trình Tổng, chuyện rất khẩn cấp, chúng ta đừng nói vòng vo nữa. Ông đang đợi ai? Thì tôi cũng giống ông thôi, đều đang chờ cháu gái của ông là Mimi, đúng không? Sao cậu lại biết? Sao tôi lại không biết chứ? Có lẽ ông quên rồi. Chính ông đã bảo tôi tìm cháu gái giúp ông mà. Mới có một ngày thôi, chẳng lẽ ông quên nhanh như vậy sao? Hơn nữa, tôi còn biết là trong xe của ông đang có 3 triệu nữa. Là một cảnh sát, tôi phải bảo vệ ông chứ. Nhiều tiền như vậy, mặc dù đối với ông thì chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cứ đưa cho người khác như vậy thì cũng thật đáng tiếc, đúng không, Trình Tổng? Đội trưởng Mạnh, nếu như cậu đã biết rồi thì cậu để cho tôi tọa nguyện đi. Tôi sẵn lòng làm thế. Để cứu được cháu gái của tôi thì tôi có thể từ bỏ tất cả. Đội trưởng Mạnh, chỉ mới hơn một ngày mà tôi đã mất đi 2 cánh tay đắc lực. Tôi không thể mất đi cả người thân của tôi được. Mặc dù con bé không phải là con gái ruột của tôi, nhưng bây giờ con bé là người thân duy nhất có thể sống nương tựa lẫn nhau cùng tôi. Vì sự giao phó của em gái tôi mà tôi có thể không kết hôn cả đời để bảo vệ con bé. Cậu cứ để tôi dùng tiền để đổi lại Mimi của tôi đi. Tôi biết tâm trạng của ông ngay lúc này, nhưng với chức trách của tôi thì tôi không thể để ông như thế được.
có lẽ ông không biết. Bây giờ tên tội phạm có thể đang ở xung quanh đây. Bọn chúng hy vọng ông làm thế, nhưng tôi lại không hy vọng vậy. Nếu tôi để ông làm thế, thì tôi đã không làm tròn chức trách rồi. Đội trưởng Mạnh, tiền này là tiền của tôi, tôi có quyền đưa cho bất cứ ai. Tôi nghĩ cách giao dịch này là cách an toàn nhất rồi. Tôi muốn tìm lại Mimi của tôi. Mimi của tôi đang ở đâu? Mimi ơi, cháu đang ở đâu? Đại ca, làm sao đây? Khỉ gió, ông già đó lừa chúng ta rồi, là cảnh sát. Đi thôi, mau lái xe đi. Trình tổng, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mimi đang ở đâu? Mimi đang ở đâu? Đội trưởng Mạnh ơi, cậu làm hỏng việc của tôi rồi. Cậu, Mimi ơi. Cậu, Mimi ơi. Cháu gái ngoan của cậu, ấm ức cho cháu rồi. Cháu làm cậu sợ hết hồn hết vía. Cậu ơi. Ổn rồi, bé cưng ơi. Đừng khóc nữa nhé. Tốt rồi, không sao rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đại ca, hình như ông già đó đã báo cảnh sát rồi. Nếu không phải anh đến sớm để quan sát hiện trường, thì chúng ta đã dính bẫy rồi. Đại ca, anh giỏi lắm. Sau này tôi phải học thêm vài chiêu từ anh mới được. Cậu bớt nịnh hót tôi đi. Bây giờ tôi cũng chẳng còn mấy chiêu để cậu học nữa. Nói không chừng lát nữa cảnh sát sẽ đuổi kịp đấy. Đại ca, tôi nghe lời anh. Phải làm sao đây? Làm sao hả? Về khách sạn đã. Phải mau chóng đưa con bé đó đi. Đã làm thì phải làm cho chót. Khống chế được con bé đó thì chúng ta vẫn còn hy vọng thành công. Vậy đại ca, nếu ông già đó dựa vào cảnh sát thì phải làm sao? Còn làm sao nữa? Sự con tin chứ sao? Sự con tin, cậu hiểu không? Ý anh là chúng ta sẽ sát hại. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất cả trí lẫn trải sao? Cậu thì biết cái gì? Đi tìm Vương Đức trước đã. Xem anh ta có ở đây không. Giang tổng, chào anh. Vương Đức có ở đây không? Anh ấy lên trên kiểm tra chất lượng rồi. Vậy tôi sẽ đợi ở văn phòng. Thế tôi sẽ đi gọi anh ấy. Được, anh đi gọi đi. Vương Đức, Giang tổng tìm anh kia. Được, tôi biết rồi. Căn phòng này thật là oi bức. Đúng vậy, mấy căn phòng ở công trường đều được dựng bằng ván, không hề cách nhiệt chút nào. Thế này sao mà được, làm việc kiểu gì chứ? Giang tổng, Giang tổng, cô đến mà không nói trước gì cả. Chào anh, Vương Đức.
Tôi thấy, điều kiện thế này thì không ổn chút nào. Các anh cũng đã vất vả lắm rồi. Không vất vả mà. Sao lại không vất vả được chứ? Thời tiết oi bức như thế này, ban ngày còn phải làm việc dưới nắng nóng nữa, nghỉ ngơi trong điều kiện thế này. Thời gian dài sao mà được? Thật sự không sao mà. Chúng tôi quen rồi. Chẳng phải tôi đã họp với mọi người rồi sao? Có sức khỏe tốt thì mới có thể làm việc tốt được. Như vậy đi. Em gái, em hãy thông báo cho bộ phận hậu cần lắp điều hòa ở tất cả các phòng cho công nhân. Vâng, em biết rồi. Được rồi, đến văn phòng của tôi ngồi đi. Được. Tổ ba chú ý. Tổ ba chú ý. Bọn tội phạm có thể sẽ về khách sạn. Chú ý thật kỹ. Chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ. Đội trưởng, chúng ta đuổi theo nhé. Không được đuổi theo, đây là trung tâm thành phố. Nếu bọn vô lại đó có súng thì bắt người ở đây sẽ làm bị thương người dân mất. Bây giờ chúng ta chỉ bám theo và theo dõi chúng thôi. Gặp được cơ hội rồi mới hành động. Cục vàng ơi, không được nhúc nhích. Đại ca, các người làm gì vậy? Tên gì? Nói mau. Sao nào? Vào đây rồi, mà vẫn ngang như vậy sao? Anh muốn tôi nói cái gì? Nói cái gì? Tôi còn phải dạy anh nữa sao? Ngồi xuống. Họ tên, địa chỉ nhà là gì? Không có. Người vô gia cư. Đi lang thang. Đi lang thang sao? Biết điều chút đi. Là thật đấy, vốn là ở nông thôn. Vừa vào thành phố không lâu, nhưng cũng khá may mắn. Gặp được một người anh em. Anh em sao? Tên hắn là gì? Dựa trên những gì chúng tôi biết bây giờ, Ngọc Mỹ Nhân bị đánh cắp. Đúng là một vụ án có mưu tính trước. Bây giờ, không rõ tung tích của Ngọc Mỹ Nhân. Chúng tôi đang cố hết sức để phá án. Cũng hy vọng cô có thể hợp tác. Nói rõ tất cả những chuyện mà cô biết. Các người muốn biết gì? Tất nhiên tôi sẽ phối hợp hết sức. Cô thật sự chưa nhìn thấy Ngọc Mỹ Nhân sao? Thực sự chưa từng. Tôi đã nói rồi. Lúc đó tôi thực sự rất muốn xem nó. Nhưng ba tôi đã bị tức đến mức qua đời. Theo lẽ thường, nếu chỉ đơn giản là để lấy cắp thôi, thì cần gì phải để một tờ giấy nhắn trong hộp chứ? Rất rõ ràng. Tội phạm là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, chỉ có những người muốn trả thù mới làm thế mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc ba tôi đã kết thù với ai, hơn nữa còn là mối thù lớn như vậy. Cô nhớ kỹ lại đi. Ba cô đã nói gì với cô trước khi qua đời? Bởi vì lúc đó bệnh rất nặng. Lúc đó, tôi cũng rất sốt ruột. Ông ấy chỉ bảo tôi tìm em gái. Hơn nữa còn nói, tôi nhất định phải quản lý tốt công ty. Còn những chuyện khác, thì ba tôi không nói gì nhiều cả. Em gái cô sao? Cô đã tìm thấy cô ấy chưa? Tìm thấy rồi, nhưng đáng tiếc, con bé đã qua đời rồi. Không phải bên phía cảnh sát các anh đang phá vụ án này sao? Người cô đang nói đến là Giang Thanh Tuyết. Cô ấy là em gái cô sao? Phải.
Được, vậy cô có thể cho chúng tôi biết về chuyện của em gái cô không? Nhưng tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ nghe thấy ba tôi nói với tôi một cách ngắt quãng thôi. Lúc đó em gái tôi và tôi chỉ mới 3 tuổi thôi. Ba mẹ chúng tôi đã ly hôn. Ba tôi đã đưa tôi đến Úc. Còn mẹ tôi thì ở lại thành phố này với em gái tôi, vì để kiếm sống. Mà bà ấy đã gả cho một người đáng tin, cuộc sống mới có thể tiếp tục được. Nhưng ngày vui chóng tàn, người đó lại bị tai nạn xe rồi qua đời. Sau đó mẹ lại tìm cho em gái một người ba dượng nữa. Từ đó hai người bọn họ đã rơi vào tay một tên ác ma. Lý do là tên ba dượng đó là một kẻ biến thái. Em gái tôi không chịu nổi nên đã bỏ nhà đi. Vậy làm sao các cô biết được? Sau khi tôi và ba tôi đến Úc, dưới sự giúp đỡ của cô tôi, công việc kinh doanh của ba đã phát triển đến trong nước. Khi về nước, ông ấy liền nghe được tin tức của em gái tôi, biết được con bé đang làm việc ở công ty chỉnh mã. Nhưng vì ba tôi luôn cảm thấy hổ thẹn với em gái tôi nên không dám đến nhận con. Tôi muốn hỏi về chuyện Ngọc Mỹ Nhân kia, nó đến nhà các cô như thế nào? Chuyện này thì tôi vẫn chưa kịp hỏi ba tôi. Tôi thật sự không sát hại ai cả. Ngồi xuống. Sát hại người là phạm pháp, bắt cóc cũng là phạm pháp. Anh biết điều chút đi, nói rõ ràng mọi chuyện. Chúng tôi chỉ muốn có tiền thôi. Vậy nghĩa là cướp tiền, sát hại người, cướp xe đều do các người làm sao? Không đâu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt cóc người. Tuyệt đối không muốn hại người. Nói cụ thể ra, tôi từng làm việc ở công ty chỉnh mã. Không ngờ tháng trước tôi lại bị sa thải vì đi làm muộn. Tôi biết Trình Tổng rất giàu có. Ông ta xem đứa cháu gái đó như một viên ngọc quý, nên mới nghĩ ra chiêu này. Như vậy vừa có thể trả thù được lão già kia, mà vừa có thể nhận được tiền. Tôi đã tìm người anh em vào sinh ra tử trước đây của tôi. Tôi mất vài ngày để theo dấu, sau đó thuê một phòng ở khách sạn. Mặc dù là bắt cóc, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, chứ không có ý nghĩ sát hại người. Không tin thì anh có thể hỏi anh em của tôi. Cậu ấy không biết nói dối bao giờ. Người không biết nói dối, liệu có làm chuyện bắt cóc người không? Anh thành thật chút đi, nói cho rõ ràng. Tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh đâu. Tôi không hề nói đùa. Tôi không hề nói đùa. Anh thành thật chút cho tôi nói cho anh biết. Loại người như anh, tôi thấy nhiều rồi. Ngồi xuống đi. Không phục sao? Vậy thì anh cứ tiếp tục đi. Tôi đã nói rồi mà. Những gì anh nói, chúng tôi đã biết rất rõ rồi. Nói chuyện khác đi. Anh cũng to gan nhỉ? Dám làm cả việc như bắt cóc sao? Anh có biết như thế là phạm pháp không? Biết chứ. Biết mà vẫn làm thế sao? Đó đều là ý của đại ca tôi. Anh ấy nói chuyện này sẽ thành công. Sau khi làm xong thì thần không biết, quỷ không hay, thì chúng tôi có thể cao chạy xa bay, sau đó đi về phương Nam ổn định cuộc sống. Được lắm. Bây giờ anh đã ổn định rồi đấy. Được sống trong nhà tù mà không cần trả tiền thuê nhà, ăn cơm cũng có người phụ trách. Đừng mà, đại ca ơi, tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn được ra ngoài mà đại ca. Vậy thì tốt.
Nói đi, nói ra hết tất cả những gì anh biết đi. Tôi nói mà, vụ bắt cóc đó là ý của đại ca tôi thật đấy. Chuyện bắt cóc thì để lát nữa rồi nói. Nói chuyện lớn hơn đi. Lớn hả? Chuyện lớn sao? Em đi đỗ xe đi, chị sẽ lên trước. Mỏ số 3 Tây Lĩnh sao? Được, tôi biết rồi. Được rồi, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Giải xuống đi. Rõ. Nếu các anh có thể thả tôi ra thì chuyện gì tôi cũng nói luôn. Nói đi. Đêm đó chúng tôi đã đi cướp của một cô gái. Chúng tôi đã theo dõi mấy ngày rồi mới ra tay. Cô ta là một ả tình nhân giàu có. Ai mà biết được sau khi ra tay, cô ta chỉ đưa có 5.000 thôi chứ. Thật là hãm tài mà. Gì cơ, hãm tài sao? Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là, anh biết điều chút cho tôi. Nói tiếp đi. Có nhiêu đó thôi. Anh giỡn mặt với tôi đấy phải không? Đại ca, tôi đang nói sự thật đấy. Mau, nói tiếp đi. Tôi nói mà. 10 ngày trước, tôi và anh em của tôi phát hiện ra một con mồi béo bở, nên chúng tôi đã cùng nhau tính kế để làm một việc lớn. Chỉ là... Nói mau. Tôi nói mà. Chỉ là... Đã làm thì phải làm cho chót. Nên chúng tôi đã cướp một chiếc xe taxi. Tôi với Minh Cường chia nhau ra thẩm vấn, xem tình hình thế nào. Ngoại trừ vụ bắt cóc ra, thì hầu hết đều là các vụ cướp thông thường. Xem ra đều là tay ngang. Tay ngang sao? Phải. Tay ngang mà dám bắt cóc sao? Ngày mai thẩm vấn lại lần nữa, xem có tình tiết gì khác không. Tình hình ở bệnh viện thế nào rồi? Không tốt cho lắm. Tên Hàn Sơn đó vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đã phái người bắt đầu đi theo dõi rồi. Có lẽ sẽ có thêm manh mối mới. Tôi không tin. Hắn cứ nằm một chỗ trong bệnh viện như thế, lại không có ai đến hỏi han hay đến thăm bệnh. Hắn chỉ có một mình ở thành phố này. Ngoại trừ Trình Tổng thì không có người thân nào khác. Bệnh viện này cũng tắc trách quá rồi. Không thì chúng ta đổi bệnh viện khác chữa trị xem. Chuyện này không thể trách bệnh viện được. Thực ra, tôi đã hỏi thử về bệnh tình của hắn rồi. Chỉ có thể điều trị ở đây thôi. Các bệnh viện khác thật sự không có bác sĩ chuyên khoa tim nào giỏi bằng. Thôi, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp rồi. Đi thôi, đi thôi. Có động tĩnh gì không? Không có, tối nay chẳng có cuộc gọi nào cả. Vụ bắt cóc được giải quyết, cũng không khiến chúng ta nhẹ nhõm hơn.
để tìm ra tội phạm liên quan đến vụ án Ngọc Mỹ Nhân và vụ án cướp xe sát hại người. Thật sự phải bỏ ra nhiều công sức, phải tìm mọi cách để thay đổi thế bị động của chúng ta, khiến mấy vụ án này có tiến triển lớn. Tiểu Cao, kết quả khám xét lại Cano đã có hay chưa? Vẫn chưa. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian chợp mắt một chút, rồi phân công nhiệm vụ cụ thể. Alo, là tôi đây. Cái gì? Về việc gửi tiền, phía ông chủ bên kia nói đó chỉ là trò đùa thôi, không ngờ Trình tổng nghiêm túc như vậy. Còn bọn họ tiếp đãi chúng tôi như những người đến đặt cọc, xem ra không có gì đáng ngờ cả. Chúng tôi xin chỉ thị tiếp theo phải làm thế nào. Nếu mọi việc đã được làm rõ, mọi người cố gắng một chuyến, tranh thủ về ngay trong đêm để ngày mai cùng nhau báo cáo với lãnh đạo thành phố. Hiểu rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Diệp Vân, có kịch hay rồi, có kịch hay rồi. Cô nói gì thế? Kịch gì vậy? Có hy vọng rồi. Có thấy gì đâu. Cô bị hâm hả? Alo, đội trưởng Mạnh, tôi có chuyện quan trọng muốn báo với anh. Giờ anh đang ở đâu? Được rồi, đến văn phòng của tôi đi, tôi đợi cô. Cậu ơi, cậu kêu gì Giang ra đây đi mà. Mimi, cậu còn có việc phải làm, qua ngày mai đi. Cậu sẽ nói với cháu một chuyện quan trọng. Không chịu, cậu nói ngay đi. Mimi, cháu. Trình tổng, tôi vừa từ bệnh viện về,
Hàn Sơn vẫn chưa tỉnh lại. Chú Hàn của cháu bị sao vậy? Cậu ơi, chú Hàn sao thế? Mimi, chú Hàn bị bệnh rồi. Không muốn cháu đến làm phiền đâu. Cháu về đi. Đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Chú ấy bị bệnh gì, đang ở bệnh viện nào? Cháu phải đi thăm chú ấy. Đừng bướng bỉnh nữa, mau đi ngủ đi. Bệnh nhân ở phòng số 2 đã qua giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển sang phòng chăm sóc cấp 1. Bệnh nhân ở phòng số 3, bác sĩ Lý. Bệnh nhân ở phòng số 3 hiện tại vẫn còn hôn mê. Tình trạng của bệnh nhân như vậy là do đâu? Rất khó nói. Trong số những bệnh nhân mà tôi từng gặp, đây đã là một phép màu rồi. Theo tình hình hiện tại, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, sẽ có một phép màu khác xảy ra. Còn khả năng thứ hai, bệnh nhân sẽ hôn mê cả đời. Cho dù có tỉnh lại, thì cũng là một người tàn tật. Vậy, tình hình bây giờ của anh ấy, chúng ta nên làm gì? Không thì tôi thấy thế này, chúng ta thử cố lần cuối xem sao. Bác sĩ Đỗ, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phẫu thuật. Được, các vị bác sĩ đều ở đây sao? Viện trưởng, ngồi xuống đi. Hôm nay sắp xếp cho mọi người một y tá mới, cô ấy tên Đinh Nguyệt, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp lại giỏi. Y tá quan đã được điều đến đội y tá nông thôn rồi. Từ bây giờ Đinh Nguyệt sẽ thay thế vị trí của cô ấy. Được rồi, viện trưởng đã đích thân dẫn đến. Chúng tôi sẽ chiếu cố nhiều hơn. Mọi người làm quen với nhau đi. Chào anh. Đi thôi, tôi đưa cô đến chỗ y tá trưởng báo cáo. Được, chúng ta đi. Tổ cảnh sát nữ đã thực hiện công tác tư tưởng kỹ lưỡng với nạn nhân bị bắt cóc là Mimi. Qua quá trình khai báo của cô ấy, chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với vụ cướp xe sát hại người. Thậm chí hiện giờ Mimi vẫn chưa biết dì Giang, người tốt với cô ấy nhất, đã bị sát hại. Tất nhiên, cậu cô ấy cũng không muốn cô ấy biết chuyện này. Thời điểm thực sự khi Mimi bị bắt cóc chắc hẳn là vào buổi sáng ngày hôm đó. Nhưng thời gian xảy ra vụ án cướp xe sát hại người là từ chiều đến tối. Vào thời điểm đó, việc đàm phán dự án và chuyển tiền là quyết định tức thời của Trình Tổng. Lúc đó Mimi đã bị bắt cóc được 7 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, thông tin mà chúng ta đang có với thông tin hai kẻ bắt cóc cung cấp là hoàn toàn trùng khớp. Theo như Mimi kể lại, buổi sáng hôm đó, Mimi, bọn chú đang tìm cháu đấy. Chuyện gì vậy? Cậu của cháu bị đâm xe, đang được đưa đến bệnh viện. Bảo chú đến đây đón cháu. Thật sao? Nhập viện rồi. Có nặng lắm không? Bị thương nặng dữ lắm, nhưng vẫn còn sống. Thằng đần này, nói chuyện kiểu gì vậy? Cháu đừng sốt ruột. Cậu của cháu sau khi được cứu, bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vẫn còn có thể nói chuyện, nếu không làm sao, chú tìm được cháu ở đây. Đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi. Xe đâu? Ở bên đó kia, chúng ta đi. Sao chúng ta lại đến đây? Không phải nói đến bệnh viện sao? Mimi, vừa nãy cậu cháu đang ở đây bàn chuyện làm ăn. Để quên cái túi ở đây. Bảo bọn chú cùng cháu đến đây lấy. Cháu biết cái túi đó mà. Vậy thì đi mau đi. Đi thôi. Túi ở đâu vậy? Có khi nào đã gọi người khác đến lấy rồi không? Không phải chú gạt cháu đấy chứ? Tôi nhớ rồi. Trước giờ, cậu tôi chưa bao giờ bàn chuyện làm ăn ở đây. Này Mimi, nếu đã đến đây rồi, thì không đi được đâu. Thả tôi ra.
Bịt miệng nó lại đi, cứu tôi với. La hả, thích la không? Sau đó Mimi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên tội phạm đó liên lạc với cậu cô ấy, dùng tiền chuộc người. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện đi đưa tiền đặt cọc kia cả. Vậy vụ án cướp xe sát hại người có manh mối gì không? Theo yêu cầu của lãnh đạo cục, chúng tôi đã tiến hành giám sát và điều tra một số bộ phận quan trọng. Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị cảnh sát, chúng tôi đã rà soát từng ngóc ngách của thành phố, phát hiện một số nghi điểm mới. Nhưng bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận. Được. Bên phía Trình Tổng, cậu tìm ông ta nói chuyện một lần nữa, xem thử có cung cấp cho chúng ta thông tin có giá trị hơn không. Rõ. Ngoài ra bên phía Đảng ủy cục, vì để tập trung lực lượng phá án, các vụ án buôn bán chất cấm sẽ giao cho đội cảnh sát hình sự Bạch Sơn xử lý. Đây cũng là quyết tâm của lãnh đạo thành phố và lãnh đạo cục, mọi người cũng đã rất rõ rồi. Tháng sau thành phố chúng ta sẽ tổ chức hội nghị thương mại quốc tế. Nếu những vụ án này không được giải quyết, còn ai dám đến chỗ chúng ta đầu tư nữa? Cục trưởng Vũ, xin hãy báo với cấp trên, chúng tôi sẽ phá được án trong thời gian quy định. Nghĩ xong chưa? Vẫn cứng đầu tiếp hả? Sao đây? Không chịu nói hả?